Chào mọi người, con tên là Kaki. Kaki nào? Kaki chào cô chú và các bạn đi con. Con được 6 tháng rồi, bây giờ mẹ cho con ra thảm để con tập bò. Bởi vì bên này con toàn nằm nệm thôi nên con không biết bò mọi người ạ. À, con mới biết lật thôi. Con là con của mẹ U. Hey, Kaki ơi. Kaki. Kaki à. Không biết mình có vẽ mình sai rồi, mình cho em ngậm ti từ nhỏ nên bây giờ suốt ngày là em cứ cầm ti và bỏ vào miệng ngậm thôi mọi người ơi. Ai chào mọi người, mình là mẹ U, mẹ của Kaki, mình đang sống ở Hà Lan. Bây giờ đây là video đầu tiên của mình quay trong cái kênh Lukaki Family của mình. Nói về cuộc sống của Hà Lan và những kinh nghiệm lần đầu làm mẹ và những kinh nghiệm mình biết được có thể chia sẻ cũng như giao lưu với các bạn. Cũng coi như là chủ đề hôm nay là mình nói về kẹo. Vâng, mình mới đi siêu thị về mua một túi đầy kẹo các bạn ạ. Kì nhìn nè, nè có gì kẹo cho con kìa nè. Wow. Chủ yếu là kẹo sô-cô-la thôi các bạn ơi. Đây, đây có kẹo putti, kẹo này là kẹo dừa, kẹo này ông ngoại Kaki rất là thích. Và KitKat, ở Việt Nam mình cũng có KitKat nhưng mà cậu của Kaki nói là KitKat ở bên này ngon hơn. Mình chẳng biết tại sao nhưng mà hồi xưa mình cũng ăn thử rồi, KitKat Việt Nam mình nó sao nhỉ, nó không ngon bằng. Và mình mua cái bịch kẹo này là bịch kẹo tất cả các loại kẹo và như Twin Max, Snickers này nọ để mà cho mọi người ở Việt Nam, cho gia đình mình có vẻ được thưởng thức. Bây giờ mình phui thử một bịch kẹo này cho mọi người biết trong này có bao nhiêu thanh. À, ở bên ngoài nó cũng có ghi là 25 thanh mix và 500g, giá của bịch kẹo này là 3,5 đồng, tương đương tầm 100.000 tiền Việt Nam. Nhưng mà mình đang mùa xuân hay sao mình mua một bịch này và bịch thứ hai này với giá một nửa, tức là bịch này 100.000, bịch này 50.000. Bây giờ mình khui ra cho người ta bao nhiêu, cho những cái loại kẹo nào là cho mọi người thấy nha. Thật ra mình cũng rất là thích ăn kẹo sô cô la nhưng mà mình không dám ăn nhiều bởi vì mình cầm mập. À. Đây. Kẹo này là kẹo ba mình thích và mình cũng rất là thích. Bây giờ mình ăn thử một thanh cho mọi người xem nha. Mời mọi người. Đối với mình không quá ngọt bởi vì mình rất là thích ăn ngọt. Mấy cái kẹo này á, nó bỏ trong từng bịch này á, thì khi mà về Việt Nam mà giả sử nó có bị chảy ra một ít đấy, mình để trong tủ lạnh nó cũng đông lại, cũng dễ ăn hơn mọi người ạ, cũng dễ chia nữa. Như mình nói á, mình mua kẹo nhiều không phải để cho mình ăn, mình sợ, rất là sợ mập. Và con mình thì nó còn nhỏ, nó còn chưa có cái răng nào cơ, chắc cũng chưa ăn kẹo. Mình không biết ở Việt Nam á, con nít bắt đầu ăn kẹo từ lúc bao nhiêu tuổi. Nhưng mà mình hy vọng con mình sẽ bắt đầu từ biết đến vị kẹo bắt đầu từ 2 tuổi. Nhưng mà tương lai thì không biết trước được. Nhiều khi thấy ba thấy mẹ ăn kẹo nó lại đòi, khi nó biết được đòi rồi nó là đòi sao. Và Tuka chưa chưa đòi gặm bịch kẹo được kia mọi người. Đồ chơi của con đây nè. Thật ra mình mua nhiều kẹo này bởi vì mình muốn đóng thùng gửi về cho nhà mình. Mà có một dịp đặc biệt là mình gửi về chứ không phải là tự nhiên mình gửi kẹo về cho nhà đâu nha. Đây là cái thùng, một cái thùng không, mình vừa xin được của một chú bán chả giò mình quen người Việt Nam. Ở bên Pháp á, khi mà bạn gửi một thùng đồ đi ra nước ngoài, bạn phải tới bưu điện và mua cái thùng của người ta theo kích cỡ, mà thường thường kích cỡ của người ta bằng một nửa thùng này thôi, nên nó hạn chế đồ gửi. Mà bên Hà Lan là được cái là mình có thể đóng thùng ở nhà và mình mang đi. Trong đầu mình đã dự kiến sẽ mua thùng gửi về một thùng kẹo 10kg,
Bởi vì cái giá gửi về 10kg là 60 ơ là tầm 1,5 triệu hả? Thì mình gửi 10kg nó cũng như giá của 8kg, 7kg. Nên kẹo ở bên này nó rẻ hơn so với bên Việt Nam. Nên mình muốn tranh thủ gửi maximum có thể 9kg, 9kg là càng tốt. Quên. Đây nè các bạn ạ, đây là bánh quy của ngoại Kaki, của bà ngoại. Bà ngoại thích ăn bánh quy. Ten ten ten. Đây là lý do mình gửi thùng kẹo về, bởi vì mình muốn gửi giấy tờ này về cho nhà mình. Đây là giấy tờ mình làm để mời mẹ mình qua thăm, để mẹ mình qua thăm cháu. Nói chung là lấy chồng xa cũng có nỗi khổ các bạn ạ. Lúc mình sinh ra đến giờ, ông bà ngoại còn chưa thấy mặt cháu trực tiếp ở ngoài đời, chỉ qua nhìn qua camera. Và bà ngoại Luca là đứa cháu đầu tiên của nhà mình nên mẹ mình cưng lắm. Suốt ngày ngày nào cũng gọi, không có ngày nào không gọi. Trong 6 tháng đầu đời của Luca đến giờ, ngày nào mẹ cũng gọi, phải nhìn mặt Luca một lần thôi các bạn ơi. Nên năm sau mình muốn mời mẹ mình qua đây giúp mình qua để nhìn cháu và giúp mình trông Luca nữa để mình có thể đi làm. Mình mới nói là về bộ giấy hồ sơ này á, mình chồng mình đứng ra bảo lãnh để bảo lãnh mẹ mình qua đây 3 tháng và mình chưa thấy nước nào mà bảo lãnh người thân qua du lịch thăm thân qua Hà Lan rất là dễ. Ở bên Việt Nam mình chỉ cần giấy tờ sổ hộ khẩu hay là passport này nọ thôi, còn những giấy tờ khác thì bên mình lo. Tức là mình lên trong web của gọi là gì nào, xã Commenter, in là bộ hồ sơ, điền thông tin như là số passport của mình, số passport của người được gửi là như của mẹ mình. Và có một điều đặc biệt lưu ý là có cái mục ký tên á, đây có tờ giấy ký tên chỗ này nè mọi người. Mình không có ký ở nhà mà mình phải đem lên xã, lên Commenter ký trước mặt nhân viên ở đó thì người ta mới chịu. Lần trước là mình không biết, mình ký ở nhà xong mình đem lên xong người ta trả lại, mình phải về lại làm in bộ hồ sơ khác và lên nó ký, là mình phải trả 10 ơ và 300 ngàn cũng không có gọi là mắc. Rồi vì chồng mình đứng ra bảo lãnh nên phải cần thêm giấy tờ của chồng mình là bảng lương 3 tháng gần nhất và giấy tờ đang làm ở công ty. Là mình bộ hồ sơ này mình sẽ gửi về Việt Nam. Thường thường nếu mà gửi bưu điện mà gửi thư, thời gian gửi thư mà đi xa như vậy đó, mình không có gì theo dõi thì mình rất là sợ mất. Bởi vậy mà gửi bảo đảm thì cũng 20-30 euro nên mình quyết định là gửi theo thùng kẹo. Cái thùng kẹo là mình trên mạng á, nó có số, mình có thể theo dõi được là khi nào thùng kẹo tới hay nó thất lạc ở đâu, mình cũng dễ kiếm hơn là một cái lá thư. Do đó đây là lý do mình gửi thùng kẹo về cho ngoại, là bởi vì cho ngoại ăn kẹo rồi xong rồi cho ngoại tức là mời ngoại qua thăm cháu. Mình cũng nói thêm là ở Hà Lan á, tại sao mình nói là gửi về du lịch á rất là dễ, bởi vì mẹ chồng mình á có mời bạn mình qua thăm 2 lần, mà lý do chỉ đơn giản là bạn của con dâu mà họ cũng cho qua. Và em mình lúc mới tốt nghiệp đại học xong cũng qua đây du lịch, bình thường á chưa đi làm chưa gì hết mà đi du lịch thì cũng khó, cũng rất là khó xin. Và em cũng chưa đi nước ngoài lần nào mà mẹ chồng mình đứng ra bảo lãnh em mình thì cũng qua được các bạn ạ. Như mình nói mình phải gọi ô sao gì sớm đây chị của con nè. Con ăn được kẹp mà cho con cầm một cục kẹp đó con. Như mình đã nói là mình phải gửi thùng kẹo 10kg nên mình sẽ cân sau xích xoa, tại vì ra ngoài bưu điện á mà dưa mà nó cũng bắt mình thao ra, mình mua mình không biết mình mua bao nhiêu ký, phải cân để mình biết là mình còn thiếu bao nhiêu ký để mình đi mua thêm cho đủ gần 10kg. Đây là 2kg. Có vẻ cái thùng này quá nhỏ rồi sao nhỉ? Ký 6 tức là 4 ký 6.
cái 6 với 1 cái 4 nữa là 6kg. Mới có 6kg ở đây không mà mọi người ơi. Mọi người có thấy thùng kẹo của mình không? Mới có 6kg ở đây không rồi nè. Mẹ cho con kẹo mà con ăn nó chỉ ngầm vỏ thôi à. 6kg. Ok chín. Các mình phải đi mua thêm kéo rồi à. Ở trước mình cũng mua một bịch kéo mít cho mình cũng khui ra nhưng mà mình không dám ăn, mình vẫn còn bây giờ mình sẽ bỏ có cái đám kéo này lại, mình bỏ vô trong luôn, mình gửi luôn. Đang là 6kg rồi nha mọi người. Và cái cân của mình chỉ có 5kg maximum nên phải cân nhiều đợt chứ không được cân một lần. Rồi 1kg nữa, 1kg mốt. 6kg chín với 1kg mốt là 8kg. Thùng này chỉ có 8kg thôi, còn thiếu 2kg kẹo nữa mà nó chật rồi. Bây giờ một là mình đi ra ngoài phố mình kiếm cái thùng to hơn, hai là chắc mình phải tháo tất cả ra để cho nó dễ có chỗ để hơn. Còn 2kg nữa là lát là mình sẽ đi thêm mua thêm 2kg nữa, rồi sau mình sẵn tiền mình đi gửi luôn cho nhà mình các bạn ạ. À, còn một cái mình quên. Ten 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 ten. Đây. Gửi gel về cho bà ngoại với ông ngoại. Ba mẹ mình làm cũng dạng cũng có kinh doanh và cũng có làm nông nên là cũng hay bị nhức khớp. Và cái sản phẩm này là ba chồng mình giới thiệu của sản xuất của Hà Lan, Made in Netherlands. The Netherlands. Và trong sản phẩm này có chất, mấy chất khác thì mình không biết lắm, mình không rành, nhưng có chất glucosamine là chất tạo nhờn cho khớp nên là giúp giảm đau khớp. Sao con khóc vậy, con lên chào cô chú đi. Nên mình sẽ gửi kèm ba thanh này về cho mẹ mình. Nhưng mà thanh này á, cái nút của nó là nó không có chắc lắm, nó mở ra được này các bạn. Do đó là trước khi gửi mình phải lấy băng keo mình dán nó lại, xong mình bỏ vô. Mình khỏi cần gửi hộp tại vì mình gửi về cho nhà xài mà. Để mẹ đi dán lại cái thùng lại nha con. Ê, con có bị kẹo rồi, con có ăn vỏ, con chưa được ăn kẹo đâu. Ừ, thằng xuống đây chơi đi. Đây. Con thích cái nào? Kẹo đi, con thích cái nào? Con ngầm bị kẹo mà con không thấy ngọt trong kẹo, con không thấy được có vị gì hết, không ăn được. Con chỉ thích ti thôi, con không thích kẹo, thì kẹo cho ngoại nha. Sắp đến giờ ăn của em hơi khó chịu á. Các cái nhà mình trộm vía chỉ có ăn, chỉ có khóc mà khóc chịu lúc ăn và lúc đói. Lúc đói và lúc mệt cần đi ngủ. Mà bây giờ là con đói rồi phải không? Thôi được, tiên là mình gói, mình dán lại xong mình bỏ vào thùng luôn. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn thích những nội dung của mình chia sẻ. Và nếu các bạn thấy hay thì hy vọng các bạn like, comment cũng như là chia sẻ trên trang cá nhân hoặc là đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo cũng như là giúp cho mình có động lực để làm những video tốt hơn. Rồi, các kỳ và mẹ U chào mọi người nào. Chào các kỳ, cười cái đi con.